Này mấy bông 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 mới nở bên. Cái này đẹp hơn nè, cái hoa này đẹp hơn nè. Hoa này đẹp hơn hả? Đúng rồi. Cái này nó bự. Nè, chúc mừng xuân Di Lạc, mừng xuân Di Lạc nè. Đúng không? Mừng xuân Di Lạc hả? Mừng nè, cái chữ mừng xuân Di Lạc. Nhưng mà con muốn, nhưng mà mấy bà cô chú gắng ngắm niệm Phật. Và cùng con chắp tay cùng con niệm Phật để mà mình hưởng phước. Mời bà con cô bác cô chú mình chắp tay niệm Phật đi. Niệm Phật cùng với bé Tường Lan nha. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Có ý là Phật đó mẹ đừng có nói giỡn nữa. Nhưng mà con đang nói cái vụ là Phật đó. Mẹ xin lỗi, mẹ nói cái vụ Phật. Mẹ nói cái vụ Phật chứ không được nói giỡn vậy. Ôi ôi, đang nói vụ Phật mà mẹ nói vậy là nói vậy là mình không tốt đâu. Ôi mẹ xin lỗi rồi đó. Nói vậy là mình không có. Kìa mẹ xin lỗi rồi kìa, mẹ cho ta xin lỗi. Nhưng mà không sao đâu. Hỏi xin lỗi đi Quan Âm. Nhưng mà Phật Dược Sư Quan Hỷ, Quan Hỷ mà. Ồ, Quan Hỷ đúng không hả con? Sao đâu. Mình đi qua đó quan chút mát vô. Phát 300 phần quà đồng hành cùng với bé Tường Lam, phải nói là một cái không khí tưng bừng vui vẻ phấn khởi vào buổi sáng hôm nay. Và tới trưa thì đoàn của bé Tường Lam đồng hành cùng với đoàn của Tú Dũng Thanh Hòa để đi viếng chùa nha. Buổi trưa hôm nay thì đoàn của bé Tường Lam sẽ đi chùa Hộ Quốc và chùa Sư Muôn. Vâng, giờ đây thì phái đoàn của chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị di chuyển để đến chùa để lễ Phật ha. Hiện giờ thì gia đình của bé Tường Lam cũng như là với gia đình của chị Đào đang kính viếng ở trên đó. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong để chúng ta cùng với bé Tường Lam đi viếng chùa ngày hôm nay nhé vị. Đây là con đường chúng ta đi lên. Đó là tới rồi. Mới lên. Chào bé Tường Lam. Bữa nay đi chùa vui không bé Tường Lam? Vậy hả? Thầy cho hả? Vậy hả? Thầy cho sẽ chuỗi luôn ha. Cho cái chủ luôn ha. Phía trước mặt chúng ta có một tượng Phật Bà Quan Âm rất là lớn vậy. Mình lễ Phật đi nha. Lễ Phật trước. Đúng rồi, phải kính tâm hành chứ. Vì em nó muốn mệt luôn. Dính sao rồi? Dính đi đâu rồi? Mà lăn lăn từ từ lên. Để dính bên ngoài nè. Gì hả? Ghé nó ăn rồi mới đi. Rồi cái làm mệt có đi không nổi. Trời ơi, gì vậy hả? Nhưng mà đòi đi theo ông ta sao đi nổi. Tâm bảo luôn nha, để có tâm bảo rồi. Hồi sáng tới trưa luôn.
không? Vui không? Vui. Mà chùa ở đây có đẹp không? Tại con gặp cô Đào cho nên cô Đào dẫn đi chùa nên con mới vui á. Ồ, vui dữ luôn hả? Mình đi cả gia đình mình nè, có chú Tấn Dũng nè, vui đúng luôn á. Có mẹ ba này. Chú Tiểu hả? Chú Tiểu đó kìa. Cô có chú Tiểu luôn hả? Chị chú Tiểu luôn hả? Ấy có chữ tiếng Anh kìa. Chữ tiếng Anh có biết đọc không? Việt Nam rồi Việt Nam. Hai cái chữ Việt Nam luôn. Hai chữ Việt Nam luôn. Không, ba cái chữ Việt Nam. Tại có chữ tiếng Anh, có chữ Việt Nam kìa. Vậy đó hả? Đây là tất cả các vị Phật nè ở đây nè. Vậy hả? Đây nó có chữ nó giống như cái chữ chú Đại Bi trong đây nè. À vậy hả con? Mẹ có đăng lên cái mấy cái hình này nè để mà để chú. Giờ ông này là ông gì? Ông này là ông gì? Hộ Pháp. Hộ Pháp. Nè cái chữ hộ Pháp nè. Hộ Pháp. Hiền Tôn. Thiên Vương. Thiên Vương đọc lại. Thiên Vương đọc lộn á. Thiên Vương. Hộ Pháp Thiên mà Vương. Mà nhìn là biết hộ Pháp liền đó ông Dũng. Hộ Pháp Thiên Vương. Tại có chữ hộ Pháp ở giờ bên đây, vị này là vị gì? Đang đứng hàng ngày này là vị gì? Cũng là hộ Pháp Thiên Vương luôn. Hộ Pháp luôn đúng không? Đúng rồi nè, cái chữ dưới kìa. À hộ Pháp. Đố hoài mà mình á là Tường Lam không có thua nổi ta ơi. Đây là cái chuông. Để con lại cái hoa sen cho chú Dũng thấy con nè. Ôi ôi nãy thích cái lại hoa sen kìa anh Dũng. Hồi nãy con hưởng cái hoa sen đó nó thơm lắm. Thơm quá trời. Làm ơi đây nè con hoa sen nè. Nè. Đó. Đó thì bên kia hoa là sen mới nở cái anh Dũng đẹp lắm. Qua đây nè, bé Lam ơi qua đây nè con. Dạ. Đi qua đây nè. Cô xin chụp hình không? Chụp hình kìa, chụp hình với bé đi. Kìa kìa anh Dũng, anh Dũng. Đúng rồi, hơi mệt mà. Bé Tường Lam. Nổi rừng rừng luôn á. Kìa cô, con chào cô đứa con. Chào cô. Chào con. Trời yêu quá, lúc nào cô xem con đấy. Nói hay ơi, hay luôn. Đang đi bữa nay trời bị nắng. Đi lại chỗ cái chỗ đây cho ba mẹ mới làm với mới làm thấy cái tên của Nguyễn Tấn Dũng bên đây nè. Xuyên ơi, Xuyên ơi. Xích lên con, xích lên nắng. Đây là cái chuông. Đại đồng chuông. Chuông. Đại đồng chuông là bự không? Chuông bự là mình gọi là đại á. Cái này mỗi lần mình đụng vô cái tiếng hay lắm. Tiếng hay không? Nè con đọc được không? Con đọc được không? Chỗ này con đọc được không? Đâu biết gì đâu. Thủ tướng chính phủ trồng cây lưu niệm. Chùa hộ Pháp Phú Quốc nè. Chùa hộ Quốc mà. Phú Quốc. Chùa hộ Quốc chứ không phải là chùa Phú Quốc nha. Ôi. Sai rồi. Ô Tường Lam đó đó nghe. Rồi bên đây nó nè, bên đây nó có mấy ông này mấy ông nào? cũng là hộ Pháp. Hộ Pháp luôn đúng không? Thiên Vương luôn, hộ Pháp Thiên Vương luôn. Giỏi quá, hộ Pháp Thiên Vương luôn, giỏi quá. Tại cái chữ dưới kìa, có cái bạn ở dưới. Mừng xuân đi. Trời ơi, không có cần nắng, không sợ nắng luôn kìa. Chạy luôn kìa. Biển đẹp quá chừng luôn. Con hay đi qua về lại luôn nè. Đi xuống dưới thôi. Con đi về lại luôn được nữa. Là động đi xuống luôn rồi. Đi xuống luôn rồi. Đi xuống. Ok. Nắm tay cô Đào ha. Nắm tay cô Đào đây tại mẹ cầm cái điện thoại để quay rồi. Chú Tấn Dũng cũng vậy. Chú Tấn Dũng cũng vậy. Mẹ lại cầm cái điện thoại để quay à. Quay clip nói là hôm nay bé Lam được đi chùa Hộ Quốc. Chùa Hộ Quốc ở Phú Quốc. Chàng ơi nhớ ra ai sợ luôn kìa. Bữa nay đi chùa Hộ Quốc ở Phú Quốc luôn. Này cái bông hoa này nãy nè mình lại nè. Đúng rồi. Bông hoa này nè. Con thích cái bông hoa đúng không? Không, hoa sen màu trắng nè. Ồ đây nè. Đây nè. Cái dài nhất nè. Thơm không? Thơm lắm, thơm lắm hồi nãy. Thử mới biết được chứ. Thơm. Luôn rồi thơm. Thơm không? Thơm. Thích màu gì?
tôi thích màu hồng với lại màu trắng. Ừ, cả hai luôn. Rồi, cho đỡ nắng. Ok. Thơm lắm. Đây là Phật Dược Sư Lily Vang. Ừ, quá chừng thơm luôn. Quá chừng thơm luôn. 2024 nè. Bé Lam ơi, Bé Lam, cô nào hỏi á. Bé Lam ơi, cô nào hỏi ông Phật đó là tên, cô ông tên gì? Dược Sư. Ồ. Chị Bệnh. Nam Mô Bụng. Nam Mô Tiêu Tai Viên Hội Dược Sư Ly Vang Phật. Đó là Phật Chị Bệnh. Chính xác luôn. Bé Dũng. Tại quá. Tại màu xanh là đúng rồi, màu xanh là Phật Chị Bệnh mà. Quá chừng luôn. Nói thôi mấy người đi đi xanh mẹ xanh lát bị bệnh đúng không? Không có, ấy là Phật đó, mẹ đừng có nói giỡn được. Nhưng mà con đang nói cái vụ là Phật đó. Mẹ xin lỗi, mẹ nói cái vụ Phật. Đang nói cái vụ Phật. Nói mẹ chứ... không được, nói giỡn vậy. Ôi ôi, đang nói vụ Phật mà mẹ nói vậy là... Nói vậy là mình... nói vậy là mình không tốt đâu. Ôi mẹ xin lỗi rồi đó. Nói vậy là mình không có... Kìa mẹ xin lỗi rồi kìa, mẹ cho ta xin lỗi rồi kìa. Nhưng mà không sao đâu, hỏi xin lỗi đi Quan Âm. Nhưng mà Phật Dược Sư Quan Hỷ, Quan Hỷ mà. Ồ, Quan Hỷ không hỏi con. Sao đâu. Mình đi qua đó quen chút mát anh Dũng. Wow, biển nè. Đây đẹp không? Biển đẹp không? Biển nha.